Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với lại chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, ngay sau đây xin mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng để chúng ta cùng bắt đầu vào chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay cũng được phát hình ở trên hệ thống của YouTube, Facebook cũng như là của Roku Box. Và xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, hân hạnh trở lại với tất cả quý khán thính giả cũng như cô Mỹ Linh trong chương trình Việt Nam American TV. Tin buổi tối ngày hôm nay là thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2022. Xin mượn nơi đây kính chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia đình của quý vị có được một sức khỏe dồi dào, tất cả đều bình an. Xin trở lại với cô Mỹ Linh. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Yamava Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo, có luôn cả bài bàn, hệ thống hotel resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Kính mong quý khán giả nhớ ủng hộ. Và tiếp đến nữa, đó chính là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn, lại bổ dưỡng cho sức khỏe. Địa chỉ là 2850 Quinby Road, suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686, 408-238-8686. Sau đây sẽ là bản tin đầu tiên của ngày hôm nay được gửi đến cho quý vị, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Có lẽ tí nữa đây thì cô Mỹ Linh sẽ nói cả breaking news về cái vụ mà bắn giết ở tại Texas. Tôi sẽ mở đầu với bản tin là Thổ Nhĩ Kỳ sắp mở chiến dịch quân sự ở Syria. Kính thưa quý vị, Tổng thống Erdogan của Ankara đã sớm phát động một chiến dịch quân sự mới ở Syria nhằm tạo vành đai an toàn ở khu vực người Kurds kiểm soát. Phát biểu sau một cuộc họp nội các ngày 23 tháng 5, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nói chiến dịch quân sự sẽ được tiến hành nhằm kết nối hai khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ đã kiểm soát trên lãnh thổ Syria để tạo vành đai an toàn dọc biên giới. Chúng tôi sẽ sớm thực hiện các bước đi nhằm hoàn thành dự án còn dang dở trong nỗ lực tạo vành đai an toàn rộng 30 km dọc theo biên giới phía nam, ông nói. Tổng thống Erdogan không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng cho biết chiến dịch sẽ bắt đầu sau khi quân đội, tình báo và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất công tác chuẩn bị. Khu vực Thổ Nhĩ Kỳ muốn mở chiến dịch quân sự là nơi do lực lượng dân chủ Syria với nòng cốt là người dân Kurds kiểm soát. Thổ Nhĩ Kỳ xem người dân Kurds là một nhánh của đảng công nhân người Kurds, nhóm mà Ankara gọi là tổ chức khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành những cuộc nổi dậy và họ đã có những cái cuộc chống đối. Trong khi đó thì người Kurds cũng đã tiến hành những cuộc vũ trang để chống người Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 và hàng chục ngàn người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Đáp lại tuyên bố của ông Erdogan thì nhóm người Kurds cho biết sẽ không có thay đổi chiến lược ở phía bắc Syria và cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng phá hoại sự ổn định trong khu vực. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành 3 chiến dịch tấn công lớn vào miền bắc của Syria từ năm 2016, kiểm soát nhiều khu vực dọc biên giới hai nước mà họ tuyên bố là nhằm chống lại mối đe dọa từ phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Nhiều nhóm hoạt động nhân quyền đã chỉ trích các chiến dịch quân sự trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ. Đợt tấn công lớn nhất gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Năm 2020, Liên Hiệp Quốc đã thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ điều tra các tội ác chiến tranh có thể xảy ra do các nhóm vũ trang gây ra trong khu vực mà nước này kiểm soát. Đó là những gì mà đất nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong tình trạng giao tranh với người Kurds. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay là một bản tin vô cùng đau lòng khi mà có một vụ nổ súng đã xảy ra tại một trường tiểu học ở tiểu bang Texas. Vụ nổ súng này được thực hiện bởi một người thanh niên 18 tuổi, người Mexico, và
Tay súng này đã bị cảnh sát bắn chết ngay tại hiện trường. Kính thưa quý vị, sự việc xảy ra khi mà có một người thanh niên 18 tuổi và đã bước vào trong trường tiểu học ở tại tiểu thành phố gọi là Uvalde thuộc tiểu bang Texas. Và mình cảnh sát đã cho biết rằng là người này đã giết chết bà của mình trước khi mà bước vào trường tiểu học ở khu vực này, sau đó thì bắn vào các em học sinh. Và tổng cộng cho đến bây giờ thì có 18 em học sinh đã bị giết chết, và các em ở độ tuổi là khoảng chừng chỉ có 6 đến 7 tuổi mà thôi. Và trong đó đó là có cả một người giáo viên nữa. Và đây là một cái sự việc vô cùng đáng tiếc, và cảnh sát vẫn đang tìm hiểu thêm lý do gì mà là khiến cho em học sinh này trở nên gọi là khiến cho người thanh niên này thù hận đến như vậy, và anh làm sao anh ta bước vào được trường học. Đó là cái lý do mà người ta lấy làm ngạc nhiên là tại sao lại có thể bước vào trường học, trong khi nhất là các trường tiểu học kính cổng cao tường, không dễ dàng gì mà có thể bước vào, trong khi anh ta đã giết chết bà của mình, sau đó lại bước vào trường với một khẩu súng và rồi nã súng. Nhưng mà bản tin Breaking News của CNN mới đưa ra cho thấy là bây giờ tổng cộng là 19 người chết rồi, không còn 18 nữa. Tại vì quý vị biết là có những người, các em học sinh bị thương trong vụ nổ súng này, và có những em nguy kịch thì thiệt mạng. Cho nên là bây giờ tổng cộng cho đến bây giờ khi mà chúng tôi đang làm bản tin cùng với quý vị thì đã có 19 người chết. Và Tổng thống Biden cũng đã lên tiếng để mà kêu gọi việc gọi là phải kiểm tra súng đạn, không thể để cho mọi người dễ dàng có thể có được súng để gây ra những tội ác như thế này. Và cũng như là gửi một cái lời chia buồn rất là tận tâm, và cũng như là một lời chia buồn thành khẩn nhất đối với lại tất cả các gia đình của nạn nhân. Những bố mẹ nghe tin con của mình như vậy thì không ai có thể chịu nổi cả. Và Tổng thống Biden cũng kêu gọi là tất cả các lá cờ sẽ được hạ xuống, sẽ treo cờ rủ để mà tưởng nhớ đến các nạn nhân. Và cái vụ việc xảy ra ngày hôm nay cũng làm cho chúng ta nhớ đến vụ xả súng của năm 2016 ở tại trường Hook, cũng đã làm cho khoảng chừng 20 em học sinh cũng đã thiệt mạng trong một vụ xả súng cũng tại một trường elementary. Và bây giờ thì tại tiểu bang Texas cũng đã xảy ra một sự việc đau lòng như thế này. Rằng một người thanh niên mới có 18 tuổi thôi, thưa quý vị, mới có 18 tuổi là còn rất là trẻ, mà không hiểu tại sao lại thực hiện một cái hành động như vậy, và cảnh sát không cho biết gì thêm, và cũng như là danh tính và tất cả những cái gì liên quan đến các em học sinh mà đã bị giết chết thì cảnh sát cũng không có cho tiết lộ thêm. Và đây là trường tiểu học, đó là Rope Elementary School, thưa quý vị. Và cái người em, cái em học sinh, cái người mà gọi là nổ súng ngày hôm nay đó là một người Mỹ tên là Salvador. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng thêm. Dạ vâng, bản tin khá buồn. Kính thưa quý vị, ngoại trưởng của Trung Quốc là ông Vương Nghị sắp thăm một loạt các đảo quốc Thái Bình Dương. Ngoại trưởng của Trung Cộng sẽ thăm 8 quốc gia Thái Bình Dương, trong đó có quần đảo Solomon mà Bắc Kinh ký hiệp ước an ninh tháng trước. Chuyến công du 8 quốc gia Thái Bình Dương của Ngoại trưởng Trung Quốc là ông Vương Nghị sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 tới ngày 4 tháng 6 với các điểm là quốc đảo Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Timor Leste. Ông cũng sẽ có chuyến thăm tới Micronesia cũng như trao đổi qua video với Thủ tướng, Ngoại trưởng quần đảo Cook và Niue, các quốc đảo cũng nằm ở Nam Thái Bình Dương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng là ông Uông Văn Băng đã khẳng định chuyến công du có lợi cho hòa bình, ổn định thịnh vượng trong khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Ông Uông nói Trung Quốc quan trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị với các quốc gia ở quốc đảo Thái Bình Dương. Ông gọi bạn bè và đối tác tốt có quan hệ bình đẳng cùng có lợi và phát triển. Quần đảo Solomon hôm 23 tháng 5 đã xác nhận Ngoại trưởng Trung Quốc sẽ tới thăm nước này. Thủ tướng Solomon là Manish Sugava nói chuyến thăm của ông Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ là một cột mốc trong quan hệ hai nước. Tại Solomon, Vương Nghị sẽ dự kiến gặp Thủ tướng và tại thủ đô Honirana trước khi tổ chức họp báo chung với Ngoại trưởng là Mane. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng sẽ ký một số thỏa thuận với Solomon.
Đây là điều mà Trung Quốc đã muốn nhắm tới từ lâu và bây giờ mới có cơ hội. Nhưng các nước nào mà chưa biết Trung Quốc thâm hiểm như thế nào thì bây giờ hãy nhìn thấy các nước châu Phi sẽ biết cái kết quả mà các quốc gia nối kết với Trung Quốc lợi hại như thế nào. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là bản tin liên quan đến thống đốc của tiểu bang Pennsylvania, ông John Fetterman thuộc đảng Dân Chủ đã xuất viện sau khi mà đã bị stroke. Thống đốc của tiểu bang Pennsylvania John Fetterman thuộc đảng Dân Chủ, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện của đảng Dân Chủ của tiểu bang vào hồi tuần trước, đã được xuất viện vào ngày Chủ nhật sau cơn đột quỵ. Và ông Fetterman nói rằng ông ấy không thể hạnh phúc hơn khi cuối cùng cũng đã được trở về nhà để cùng với lại vợ là bà Gisele Federman và gia đình của mình. Ông nói rằng tôi muốn dành một chút thời gian và cảm ơn mọi người cũng như là vợ của tôi, bản thân tôi và những đứa trẻ đã bị choáng ngợp bởi sự giúp đỡ từ những người ở trong những người yêu thương chúng tôi trong một nhóm rất là lớn, và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và giúp đỡ chúng tôi vượt qua điều khó khăn này. Tôi đang cảm thấy thật là tuyệt vời, nhưng theo chỉ định của bác sĩ và vợ của tôi thì tôi sẽ phải tiếp tục nghỉ ngơi và hồi phục. Ông Fetterman nói thêm, cuối tuần này tôi sẽ phải tái khám với bác sĩ của mình ở tại Bệnh viện Đa khoa Penn Medical Lancaster. Sau chiến thắng vào ngày thứ ba, thì ông Fetterman đã hiện đặt mục tiêu sẽ lật đổ ghế của Thượng viện vào tháng 11. Kính thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những bản tin của buổi tối ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.